Rồi, hello cả nhà mình ơi. Em chờ mới càng xe máy cánh thép đây. Hôm nay lên cả nhà mình con Suviva. Đăng ký lần đầu đời 2005 nha cả nhà mình. Đây, biển này biển Đồng Tháp. Nó này phù hợp cho mấy anh em ở Đồng Tháp mình mua về là có biển mình xài luôn ha. Cà quẹt. Rồi, gai bên lai cửa hàng đầy đủ cho anh em. Đó, anh em nào nữa có rút hồ sơ thì thêm tiền vô, em mướn dịch vụ làm cho. Rồi, bây giờ em đi chi tiết xe ha. Xe này thì em thấy tổng quát chàng ngoài áo sống đồ thì cũng liền đẹp. Chàng ngoài đồ áo sống liền là không bể bọng nha. Áo sống còn bóng bẫy đẹp. Áo tem đồ thấy rất ok. Thì theo năm tháng xài thì tem thì cũng có chạy nè. Chạy trên mặt tem đồ xương xương nhẹ nhẹ nè. Nói chung là mình la đẹp thì cũng là đẹp một phần thôi. Thì cũng có chạy chỗ đồ nhẹ nhẹ. Xe đã qua sử dụng rồi, với lại xe này cũng có lâu năm mà cũng phải có bong chóc chạy chỗ thế ha. Rồi, cái này là sơn bạc zin ha, sơn bạc thuộc là nguyên zin nè. Đó, sơn bạc phù zin. Dành căm thì em kiểm tra thì còn rất ok, không có bị mục ngọt gì nha. Ốc cốt đồ với ốc bách thắng đồ là còn vàng nín nè. Đó, căm rồi cũng còn ánh vàng đẹp lắm. Xe này ốc đầu bò là rất là đẹp luôn nè. Tối quá ta. Đó, anh em coi ha, ốc đầu bò là đẹp lắm, sáng đẹp lắm, vàng nín nè. Đó, em mở bẩn ra em kiểm tra bên trong cục máy là em thấy mấy con ốc bắt cánh bớm nè, ốc bắt nắp tròn nè kia là nó còn nước sơn hãng đánh luôn á, nó còn đẹp lắm. Là chứng tỏ máy zin nha, xe này thì máy móc bao zin cho anh em mình xài. Đó, sơn bạc lóc đồ còn nguyên zin ha, sơn bạc lóc rồi bọc sơn gác chân đồ là còn nước sơn zin hết. Đây nước sơn gác chân zin đây, nó zin nè, cái nó bị xài lâu ngày nó bị ten nè ha, bông sơn ten ten nè. Ốc tán rồi cũng còn khá đẹp. Nói chung là được cái ốc tán nó còn sạch thôi. Chứ đẹp thì vàng kè giống như mấy xe cọp rồi kia thì không được. Em test cái máy cho anh em nghe tiếng máy nữa ha. Tiếng máy chạy cũng rất là phê. Máy chạy cũng rất là phê cho anh em. Khói bọn người đâu nghe anh em mình. Xe bao đây anh em là không khói. Máy im. Máy chạy còn rất là ngon ha, im ha, đi mướt lắm. Đây quay bên trong cốp. Sườn ở bên trong cho anh em mình coi ha. Đây. Đó, bình xăng lớn rồi cũng còn rất là đẹp ha. Không có bong chóc nổ sơn gì đâu. Xe này sườn bọng còn rất là đẹp. Em cũng có mở bẩn em coi rồi. Thì sườn bọng thì không có xét hoặc là bột gì hết trơn ha. Sườn đẹp. Chân cẳng sạch sẽ. Đó, hai bên lốc là nước sơn zin luôn nha. Lốc liếc là nước sơn zin. Rồi, con này bán cho anh em mình chơi là giá 10,5 triệu. Đó, anh em nào có muốn rút hồ sơ bọng thì thêm phí vô nha. Mà mình qua Tết hả rút, bây giờ rút không kịp đâu. Trong Tết này rút không kịp đâu. Mà em thấy mấy xe rẻ tiền này mình nên để gì mình xài đi. Chứ rút hồ sơ chi em thấy sang tên sang tuổi nữa. Nó tốn phí lắm. 10,5 triệu này mà để mình xài mình chạy chán nữa. Mình bán cũng 7-8 triệu rồi kia anh em. Nó đỡ lỗ được cái tiền sang tên. Nó sang tên nữa nó ra khúc nữa mình lỗ, bán lỗ lắm. Rồi anh em nào kết xe này thì alo em liền. Số điện thoại em là 0961 374 375. Rồi xin cảm ơn cả nhà mình nha, bye bye.